Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Vì quá yêu thích những video đầy bất ngờ và thú vị của anh Dúi, một vị tỷ phú trẻ đã bày ra ba cái bể đầy bí ẩn để anh Dúi có thể tìm kiếm những loài cá phía trong. Thú vui của người giàu kể cũng lạ nhỉ, cứ săn được con nào thì nó sẽ thuộc về anh Dúi. Nhưng đừng nghĩ game này là dễ, vì khá khá cá độc lạ, hiếm đến độ khiến anh bất ngờ. Sẽ vui vui xin anh tí huyết không chừng, tuy có chút ngập ngừng, nhưng không đáng kể. Nghĩ đến cá là anh đây đã muốn đá bay sự tự trọng của bản thân mà lao vào bể rồi. Lấp ló dưới làn nước xanh lè là sự có mặt của mấy khứa màu mè rồi. Mở màn là một con cá tầm, trông bé bé xinh xinh, nhưng khi trưởng thành thì đỉnh khỏi bàn. Cứ từ từ mà thưởng thức anh ơi, những gì tìm thấy phía sau sẽ còn làm anh hạnh phúc hơn nhiều. Các bạn hãy xem đến cuối để tìm hiểu nhé. Con cá rồng này không quá lạ, nhưng màu da của nó đỉnh thật nhỉ. Như này mà thả vào bể thì nhức nách, phía dưới vẫn còn một con khác kìa, màu bạch tạng nổi bần bật luôn ấy. Căn thật chuẩn, anh vớt em nó lên. Ôi mẹ ơi, đẹp không nói nên lời. Vị tỷ phú kia cũng biết gu của anh thật đấy. Anh vừa vớt được thêm một con cá khác, quen mà lạ. Nó có phải là một con Oscar không các bạn? Họa tiết rõ là Oscar, nhưng lại sở hữu phần đuôi dài hiếm gặp. Đã thế, nó còn có màu bạch tạng đặc biệt nữa chứ. Càng săn tìm càng cao hứng, bởi những cái kết anh có được đỉnh cao thật sự. Còn lươn gai này đã góp thêm một chân vào sự đa dạng mà anh có được ngày hôm nay. Trong bể không chỉ có cá, mà còn cả một con rùa vàng chói. Vừa nghe giá của nó, chỉ đâu đó khoảng 500 đô thôi, anh Dúi đã cười tít mắt. Con rùa tự hào về giá trị của mình quá nhỉ. Ngay sau đó, anh có được thêm một con cá da trơn, là một trong những loài hiếm nhất thế giới. Nếu bạn nào còn nhớ, trước đó, anh Dúi từng vô cùng đau lòng khi một con cá rông thế này đã đăng xuất. Vì thế mà anh vui mừng vô cùng. Ôi mẹ ơi, thật khó tin, vị tỷ phú kia đúng là fan của anh Dúi rồi. Hôm trước anh vừa thích thú với mấy con cá đĩa, trong bể đã có ngay rồi đây. Ưng ý quá đi mất thôi. Anh Dúi ơi, cho xin tí thông tin về vị tỷ phú trẻ kia đi. Hình như ông ấy đánh rơi em gái là bốn đây nè. Một con cá cung thủ, cái tên nói lên tất cả. Nó có khả năng bắn súng nước từ miệng cực lạ để hạ gục con mồi. Sương sương từ nay giờ, anh đã có được hàng ngàn đô. Nhưng kích thích hơn là có những con mà chỉ mình nó đã có giá cả chục ngàn. Thật sự anh còn rất nhiều việc phải làm đấy. Con cá ánh kim này đẹp lạ, nhưng anh Dúi không biết nó là gì. Người bạn hỗ trợ bảo rằng đây cũng là một trong những loài da trơn. Những loài da trơn luôn có sự phát triển cực kỳ vượt trội và nhanh chóng về thể xác, nên anh Dúi có một tình yêu to bự dành cho chúng. Toàn cá đắt tiền như này, kể mà bán được thì cũng giàu đấy. Nhưng anh Dúi thà nhịn ăn tối chứ nhất định để nuôi hết tụi này cho coi. Anh vừa có thêm cho mình một con da trơn Wales. Chúng là một trong số ít những loài sẵn sàng ăn thịt người. Nghe thôi đã rén, nhưng anh Dúi chỉ thấy nó bén với lờ, bởi cái màu bạch tạng này sẽ thăng hạng giá trị vô cùng tận. Nhìn mấy con cá mà bản thân vớt lên, anh Dúi càng khẳng định chắc nịch, tình yêu là thứ xa xỉ, thứ anh cần là tiền tỷ và đô la. Nhưng mà khoan, con cá này vừa quen lại vừa lạ, nó giống như cá cửu sừng, nhưng phần vây lại dị lắm nhé. Có bạn nào chắc chắn đây là cá gì không? Anh Dúi sướng run người, hôm nay đều là những loại lạ đến mức anh không dám chắc là chúng lại thật sự tồn tại. Còn lao kiếng với những đốm trắng, nổi bật vô cùng, lại thêm một con cá rồng khác nữa. Anh sắp thành lập được cả đội quân cá rồng ở nhà rồi. Cảm thấy thừa thãi và muốn thay thế thì cho bún bế về nhà anh trai. Con cá rau này cũng lớn xác đấy nhỉ, đã thế còn có rất nhiều đốm nữa chứ. Một con rùa mai mềm đã hiếm, lại có màu bạch tạng này thì lại càng hiếm hơn. Người tạo ra cái bể cũng có lòng thật sự, sưu tầm được toàn loại đỉnh nóc kịch trần thế này. Bạn biết đây là gì không? Loài rùa nước ngọt hiếm nhất thế giới. Nó là một con rùa bay các bạn ạ. Bởi độ hiếm có khó dò mà em nó có giá tới 3.000 đô. Má ơi, nghĩ đến thôi đã thấy muốn hôi của rồi. Anh mừng đến nỗi không nói thành lời, vào bể ngay thôi bé ơi. Thêm một lúc quay tay, anh lại có ngay một con cá nóc nhỏ. Cảm nhận được sự kỳ lạ, nó bắt đầu phồng mang trợn mắt lên rồi. Quay trở lại bể, anh có thêm một con khác, nhưng khác loài một chút, bạn sẽ không muốn bị nó cắn đâu. Bởi nhìn xem, cái răng này, nãy giờ, hầu hết anh chỉ bắt được cá nhỏ ấy nhỉ. À, đây rồi, con Oscar này được của nó quá, với chiếc vây dài và họa tiết tuyệt đỉnh. U là trời, mất công chơi cá, thì phải cỡ này các bạn ạ. Loài cá da trơn với hai đường gai dài thượt, kể mà bị đâm cho một nhát, thì cũng ối giời ơi lắm. Nhưng đã lỡ say đắm, thì thôi cũng đành bế về anh Dúi nhỉ. Mẻ lưới này thật sự bất ngờ, một con cá mà bạn không thể ngờ, như một loài ngoài hành tinh. Anh Dúi nhận ra nó là con cá bơn, một sự phổ cập kiến thức đấy. Trước đến nay, bún cứ nghĩ cá bơn chỉ có ở biển mà thôi. Anh Dúi tiếp tục công việc săn tìm, con cá này lạ quá nhỉ. Đến anh Dúi còn hoài nghi nhân sinh khi không nhận ra em nó cơ mà. Thôi thì nhanh tay tìm thêm cá khác anh ơi. Con rùa không quá lớn, nhưng mà sao hôm nay toàn rùa bạch tạng thế kia, đỉnh thật sự. Nhưng con tiếp theo sẽ khiến bạn đứng hình. Thấy gì không? Trông con cá nóc như cục thạch luôn ấy. Độc lạ thì nhất anh ơi, không nói nên lời, anh chỉ biết di rời em nó vào bể lạnh nhanh nhất có thể. Cảm giác bản thân đang nâng cấp qua từng giờ, bởi mấy bé cá đều có giá trị không hề nhỏ. Và đây rồi, cái biểu cảm hài lòng đó của anh là một con cá chê đuôi đỏ. Cá là tiền, mà tiền chỉ là giấy, thế là lấy ngay thôi.
nhìn tay anh thoăn thoắt bế được hết con này đến con khác. Bún không muốn nói là bún đang ghen tị với anh chết vì được đâu. Thêm một con mũi sẻng hổ hết sảy con bà bảy, họa tiết đỉnh nóc vô cùng tận, thời gian tìm ra cá ngày càng lâu, nhưng thành quả thì vẫn không điểm, không điểm nào để chê. Khi đã kiếm tìm đủ lâu mà không có thêm thành quả nào nữa, anh rồi mới thực sự an tâm mà di chuyển sang cái bể cá thứ hai. Bật mí là cái bể này sẽ kịch tính hơn bể trước đó nhé. Khởi đầu là sự chào đón của một con hồng vĩ siêu to, được của nó quá đi, phải nhanh tay bế hết lên một lượt thôi. Má ơi, con da trơn này, nghĩ đến cảnh chẳng may mà đạp chân lên em nó, hoặc bị dãy ruộng rồi tông chúng vào chân, thì thôi rồi lượm ơi luôn ấy. Nhưng chưa hết đâu mấy ní ơi, nhận ra gì không nhỉ? Một con cá mập nước ngọt khổng lồ, với cặp mắt đỏ kè hai bên, điên rồ thật sự. Cái bể này mới đúng thú của anh dưới này, mấy khứa càng nguy hiểm, thì anh đây càng thích, đặc biệt là mấy loài da trơn đỉnh cao thế này. Ôi trời ơi, cái họa tiết này, lại thêm vào đó hai chiếc ria dài thượt, lớp da mượt mà. Nhưng khoan, có gì đó đã tấn công em nó, bay mất cả một lớp da rồi. Rõ ràng trong bể, còn có một quái thú thật sự ẩn thân chi thuật. Nó sẽ to lớn và hung hãn hơn cả con cá da trơn này. Nghe thôi đã muốn lao vào bể ngay rồi. Còn gì mà dâu dài thế hai ơi? Anh dúi cười sung sướng, loài da trơn đuôi đỏ châu Á này luôn là mơ ước của anh. Mỗi tội giá cao nên anh đây đành gác lại. May quá, em nó đã đến đây rồi. Con dao hề này, bạn xem. Kích thước này luôn là ước ao, màu da óng ánh, thêm mấy chấm lấp lánh. Trời ơi, ta nói là nước chấm rót liên tục luôn cũng không đủ. Ngay sau đó, anh có một con cá mập bạch tạng, hút mắt vô cùng. Nhưng em nó cũng có những vết xước phía ngoài. Rốt cuộc thứ gì phía trong lại kinh khủng thế nhỉ? Con này lớn thật, nhưng vẫn chỉ là một hồng vĩ đuôi đỏ. Tỏ vẻ có kỉnh đấy, nhưng anh dúi không tin đây là thủ phạm. Nghiêng ngó khắp nơi, anh bế lên một con cá chim to lớn. Nhìn bộ nhá này đi, anh dám dùng cái bể cá của mình để đảm bảo. Đây chính là thủ phạm của những vụ tấn công đấy. Với kích thước này, em nó thật sự cần một cái ao khổng lồ thì mới thỏa sức tung hoành được. Có gì đó rất lớn ở góc này, xem nào, chúng chưa đấy anh ơi. Ôi trời, xem kìa, quái vật gì thế kia? Một con thuộc giống cá chê, với kích thước đặc biệt lớn. Lần đầu tiên trong đời anh tận tay được bế lên một con chê mũi sẳng lớn đến mức này đấy. Cuộc sống nở hoa rực rỡ, chứ làm gì có bế tắc vào tầm này nữa. Con hồng vĩ này chỉ là một sự góp vui nho nhỏ mà thôi. Các em nó nóng tính thật sự, nhưng anh thích. May mà hôm nay anh đã chuẩn bị những bể chưa siêu lớn mới đủ chỗ cho cái tụi này. Ngay khi vừa xuống hồ, anh lại có thêm cái đồ đáng yêu này đây. Trong mắt anh dúi, thì mớ gai nhọn này chính là điểm nhấn. Dù rằng có làm tay anh đau, thì tim anh vẫn ngập màu thương yêu tụi nó. Trong lúc nghỉ ngơi, lại nghe lời cảnh báo rằng phía dưới còn có những loài nguy hiểm thực sự, nên anh dúi ném bẫy xuống cho chắc cú. Sau 2 tiếng quằn quại nghỉ ngơi, anh dúi từ từ lôi bẫy lên. Con gì đang ra sức quẫy đạp thế nhỉ? Một con ma cà rồng, sở hữu những cái răng cực chiến trông nguy hiểm thật sự. Có tới 2 con luôn cơ đấy. Con da trơn này bé tí ti, thảo nào anh không vớt được nó. Nhưng khi trưởng thành thì kích thước nó lạ lắm, đủ sức khiến 3 người la đau đấy. Không chỉ một, mà có tới tận 3 con. Loài nào cũng phải thả cho có bạn mới chịu được cơ. Đúng là tỷ phú. Mấy chú bé này chỉ là số tiền nhỏ, nhưng con cá nguy hiểm bậc nhất mà vị tỷ phú nói tới, không lẽ chỉ là 2 con ma cà rồng nhỏ bé kia thôi sao? Không thể tin vào điều đó, anh dúi lại liều mình đi vào trong. Bị cá đôi miếng, mà bù lại cứ có thu hoạch thế này, thì anh đây rất sẵn lòng nhé các bé. Ôi trời đây rồi, lại thêm một con ma cà rồng khác. Cái tụi to lớn này, anh từng bị trúng 1 lần, mà nhớ mãi đấy. Cứ để vật lưới đi trước, rồi người bước theo sau thôi. Anh dúi không thể nhớ ra bản thân đã có tới mấy con da trơn như thế này rồi nữa. Hẳn là số tiền còn lại, vị tỷ phú kia đã mua hết mấy con này, nên chúng mới đông đến thế chứ. Những mẻ cá liên tục được vớt lên, nhưng vẫn là những loài đã từng bắt trước đó. Anh dúi khẳng định, bể cá của mình hẳn sẽ phải mở rộng để chào đón đội quân da trơn sau chuyến săn tìm ngày hôm nay. Trong bể cá này, thật sự không có đỉnh nhất, chỉ có đỉnh hơn. Bạn xem này, một con da trơn ánh kim vàng lấp lánh. Trước đây từng trông thấy một bé, anh đã sốc bởi cái giá của nó, 5.000 đô các bạn ạ. Đáng mừng là giờ anh đã có rồi, con này lớn hơn và giá cũng theo đó mà tăng lên, tận 6.000 đô. Má ơi, 150 triệu cho một con cá. Thế này mà anh còn kêu nghèo nữa, thì muốn thật sự chỉ đành câm nín, vì muốn nghèo thay anh mà thôi. Nhưng công nhận con cá đỉnh thật sự. Cuộc vui dần đi đến hồi kết, vì mất rất lâu thời gian, anh mới lại bắt trúng một con cá khác. Là gì mà tỏ vẻ bí hiểm thế không anh? Ôi xem này, con da trơn đã lớn đến độ này. Loài gôn quen thuộc như nãy giờ anh vẫn bắt được, nhưng ở một đẳng cấp khác, đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới luôn các bạn ơi. Một ngày thu hoạch vô cùng thành công, anh đây cảm giác lâng lâng, vô cùng ưng ý, để thêm toàn bộ các bé này vào bể cá khổng lồ nhà mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún yêu tất cả các bạn.